Có bàn ngồi không ạ? Thế cái bàn ở đây. Ồ, nó mới đổi. Chủ nhà. Chủ nhà nó cho. Rồi em. Đi chờ em đi. Nói chung đi. Ai bảo em bịch. Em có gì? Mệt quá không ạ? À dạ con quay. Đồi uống rượu của cô giờ tìm hiếm lắm nên phải quay. Hiếm mà. Dạ. Hiếm. Đúng rồi. Chúng em ý, cái nước này người ta cho cái bỗng rượu ăn nó thơm lắm chứ. Ở đây người ta không chịu ăn bỗng. Nước chua. Dạ. Ở đây hảo ngọt. Ở trong miền Nam là thích ngọt. Thích ngọt mà. Nhưng mà ăn thêm nó ra mùi rượu. Nhưng mà người ta nó theo thì dùng mình bán. Dạ, mỗi miền mỗi khác. Kệ anh Thanh, cái vụ dẹp vô, cái vụ dẹp vô. Truyền thống 30k à. Bé có ăn hành không? Đây thấy chiếc thuyền rau của cô không? Đẹp không? Đi cách Sài Gòn không có ai có nha. Cô lấy lá chuối cô làm chiếc thuyền á. Đừng rau be, nhìn. Be đó. Dạ, be be á. Be lên cho nó nhiều. Dạ, nhìn xanh mát. Con nha, gao của con là đừng có lấy con muống nha chú. Vậy là chủng á, hả? Khỏi chủng. Gao á. Không
500 nó mới quên hả? Trời ơi. Bữa nào ghé lấy lại cái gì? Nhiều rồi. 50 nữa. Rồi gọi alo 4250. Rồi. Chị này nha bà. Đây thì cô bán cuối tuần quý vị, chỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Mà thứ bảy chủ nhật thì thông thường là khách đi ăn trưa. Dạ.
Nãy cô ta đến sớm thì đang còn vắng, bây giờ khách vào đông lắm, cô chú chạy không kịp luôn. Con tôm ăn về. Dạ bán cho bé thành tô nè. Cả gia đình bị mua về thêm 7 tô. Dạ bán cho con trai đi về. Dạ bán cho con về đi. Bán để sống luôn ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi quý vị ơi, cô bán ở cái địa chỉ này nè quý vị. 112 nha. 112 quận 4. Đối diện chợ Sống Chiếu nè. Rồi. Dạ dạ lấy đầy đủ chung con với. Còn là quý vị tìm hẻm 110 nha. 110 nha. Lê Quốc Hưng. Cô bán một tuần chỉ 2 ngày thôi, thứ bảy và chủ nhật không. Nên quý vị nào mà muốn ăn thì canh nha. Canh ngày. Sáng này cô bán đông. Sao hả cô? Dạ, cảm ơn cô.